Mazda 6 2023 thì nên trang bị gì? Về bên ngoài ấy, thì khách đã trang bị lại một gói phim full 3M luôn. Đấy, cái kính mặt đây này, đấy là full 3M. Khách lựa chọn cái mã CR70, còn chữ 3M này. Hai kính sườn trước ấy, thì khách lựa chọn cái mã 3MIR25. Đấy. Hai kính sườn sau thì khách cũng lựa chọn cái mã IR25, nhưng mà cái độ chuyển sáng của nó thấp để mang tính chất riêng tư. Chúng ta ở bên ngoài chúng ta không thể nhìn vào trong được, nhưng trong thì chúng ta nhìn ra bình thường. Tương tự như vậy, đó là về phím kính hậu và cửa sổ trời thì khách cũng chơi hết là 3M. Đấy, là về phim. Vào trong xe ấy, thì đầu tiên ấy, thì khách bọc một lớp sàn da ở bên dưới. Đấy, sau đó có một lớp thảm ở trên, rất là nhỏ gọn. Đấy, tiếp đến ấy, đó là khách có trang bị một cái mã Android Book. Nó sẽ có chức năng đó là biến màn hình zin về màn Android. Đấy, ví dụ đây, chúng ta bấm vào cái này thì chúng ta trở về màn hình zin này. Đấy, chúng ta chỉ cần bấm vào cái này, nó sẽ trở về màn Android. Đấy, và thằng này này thì nắp ấy, thì nó cắm vào cái cổng Apple CarPlay thôi. Đấy, rất là nhỏ gọn. Đấy, thằng này nó hay một cái nữa nhé, là chúng ta cũng có thể đã được tích hợp thêm cái bộ cảm biến áp suất lốp vào màn hình zin luôn. Đấy, chúng ta không phải thay bất kỳ cái gì đặt rời hay như là như thế nào, thông số ở từng nốt này, nhiệt độ này. Đấy, thằng này nó rất là hữu ích nhé. Ngoài ra ấy, thì nó còn có tất cả các tính năng ra lệnh giọng nói, xem YouTube bản đồ, cảnh báo tốc độ này. Đấy, có này, tốc độ giới hạn 50 km/h. Bật tí nhạc này, trợ lý ảo Kiki đâu rồi. Đây, chúng ta chỉ cần mở video nhạc trẻ remix. Mở video nhạc trẻ remix. Đấy, tất cả đây, các bạn thấy không? Đây, YouTube giờ không còn cao. Đấy, rất là mượt luôn nhé. VTV này, đấy, chắc cứu phạt ngoại ô tô này, app to này, các bạn chỉ cần vào đây các bạn tải, thích ứng dụng gì các bạn tải là được, rất là tiện ích nhé. Ngoài ra này, xe này thì còn được cả phủ gầm nữa nhé. Đấy, anh khách hàng biển 38 nhé, mới lấy luôn, qua ủng hộ Cường, em Cường. Đấy, ngoài ra khách còn trang bị thêm một quả súp này, súp MTS này, kết hợp với dàn loa bow, rất là hay luôn. Đấy, xe này còn có cả set âm ni rồi nhé. Đấy, nếu mà anh em có thích nữa thì anh em có thể là trang bị thêm một bộ led nội thất này. Đấy, dán những cái ốp chống sầy xước này. Đấy, những cái ốp chống sầy xước này. Đấy, xe này thì đã có cam hành trình rồi nhé, nhưng mà mới dán phim nên chúng ta bỏ ra trước. Đấy, thế là tất cả những món đồ mà Mazda 6 mới lấy. Đấy, anh em có thể tham khảo, tùy nhu cầu của chúng ta thì chúng ta lựa chọn những cái sản phẩm nó phù hợp. Anh em có nhu cầu thắc mắc gì về sản phẩm thì có thể liên hệ với em Cường Trung Auto nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.